em thành có dùng bác cao chú không? Rồi. Anh muốn mời em một cái bác cao chú cho nó. Đây, đây, đây á. Đây là kẹo cu nê mà. Thật, chính xác. Trên người anh là bao nhiêu cân vàng? Lúc chưa đi vệ sinh tôi cân được hơn 50 cân. Nhưng mà đeo cái vàng này vào đi vệ sinh dù cũng vẫn còn được gần 70 cân. Hơn 50 cân, đi rồi gần 70 cân. Thế là mười mấy cân hả anh? Ôi, nhà anh đây á. Ui, nhà này chắc là cũng mới khánh thành được 1-2 năm anh nhờ. Ui, nhà này phải 4 năm không ngủ anh nhờ. Ui, nhà đẹp thật. Khổ lắm. Khóa này sao chặt thế em không mở được? Đây không phải nhà anh, khổ lắm. Sao lại không phải nhà anh? Anh bảo dẫn về xem mắt cho bố mẹ anh. Anh xem biết mặt anh rồi, em xem nhà xem cửa luôn còn gì nữa. Anh biết rồi, đây không phải nhà anh. Và cái nhà này là nhà bán rồi, đây nhà anh bên này. Xuống đây. Đây, nhà anh đây. Cái gì? Từ đây sang ấy, là bán cho người ta rồi. Còn nhà mình từ đây sang đây thôi. Ôi, từ đây sang đây là đất nhà anh. Nhà anh ở. Chả nhà anh ở. Nhà anh như thế này mà anh luôn miệng anh nói với em là sau này về mình không phải lo cho ăn cho ở nữa. Cứ thế là làm ăn kinh tế thôi. Thì chả thế còn gì nữa. Bố anh đã dặn anh rồi. Cứ lấy được vợ là bố bàn giao cho căn nhà này. Hai vợ chồng mày tự sinh, tự quản, tự tiêu, thoải mái. Anh nói thế mà anh nghe được à? Bây giờ vợ chồng mình thì còn trẻ, xã hội bây giờ đang phát triển. Thì bây giờ có cưới nhà về bố anh phải làm cái nhà đàng hoàng cho chúng mình ở chứ. Bây giờ anh nhìn xem, nó lụp sụp như thế này, làm sao mình chui ra giúp vào được? Còn trẻ thì mình phải phấn đấu chứ em. Chứ bây giờ là bảo bố mẹ xây sẵn thì còn nói chuyện gì đâu. Bố mẹ bây giờ già thì lấy đâu ra tiền. Mình còn trẻ mình còn phấn đấu được. Mình ở cái nhà này sau này về mình phấn đấu vài năm mình có tiền thì mình xây sau. Thì ít nhất phải có tí của hồi môn để cho con chứ. Đầy của hồi môn em ạ. Em vào đây anh cho xem. Em chưa thấy bố mẹ nào như bố mẹ anh đâu nhá. Đây, em vào đây xem nào. Tủ có, tivi có, bàn ghế có, bát đũa sẵn rồi, bếp ga, bình ga đầy đủ, em còn thiếu cái gì nữa? Cái tủ cổ thế này, hỏng mối mọt thế này mà là của hồi môn. Nhà anh dùng từ năm tám mấy, làm sao mà hỏng được? Bố anh mua từ năm tám mấy, em thấy không? Đây bây giờ đã hỏng đâu, em thấy bền không? Bây giờ vẫn được dùng được thoải mái. Bền đấy, đã hỏng đâu, nó mới chỉ có đổ ngang đầu ngửa rồi mối mọt. Của bền của tốt đấy, anh để đấy mà dùng, của hồi môn của bố mẹ anh đấy, anh lấy con khác về đây mà ở. Còn tôi á, anh nhìn xem, người ngợm tôi như thế này mà bảo tôi chui ra giúp vào cái ổ chuột như này, tôi không ở được. Thì sao bảo là muốn một túp lều tranh hay trái tim vàng? Thì cái này nó còn hơn cái lều tranh rồi đấy. Đấy là cái câu nói ban đầu thôi, đấy là cái câu cửa miệng thôi. Nhưng thời bây giờ á, không có đàn ông, không có cánh các anh, chúng tôi vẫn sống được nhá. Giờ thì không có tiền thì chúng tôi không ở được. Anh hiểu không? Gì đấy? Mày đi vào đây. Đùa. Tao đang sôi sung sục lên đây này. Thế nào? Đi vào đây. Mày có chỗ nào dẫn tao đi chơi giải ngố tí không? Sao tự nhiên hôm nay tao tưởng mày đang đi với anh đại gia nào kia mà. Đại gia cái con khỉ nhà nó ấy. Nó bảo là dắt tao về ra mắt bố mẹ nó. Rồi thì là xem nhà xem cửa, rồi định ngày hứa hẹn nọ hứa hẹn kia. Mà mày biết không, đầu tiên nhá, nó dắt tao về cái nhà rõ là hoành tráng. Tao đùng ngã ngửa ra. Cứ nghĩ trong bụng là đinh đinh là ngon lành rồi, ngon ăn rồi. Ai ngờ đất đấy là bố mẹ nó bán hết rồi. Còn ở cái túp lều bé tí á, nhìn ra ngoài thì bóng bẩy đấy cơ mà. Đấy, thì ai nghĩ đâu là nhà cửa nó lụp sụp như thế. Mà cái ngữ đấy á, mà đòi rước tao về á, còn lâu. Ngày trước cứ kén cá chọn canh mãi, cứ oai lắm đi với hội bạn là tao có thằng bồ nọ kia. Mày công nhận lão đẹp trai mà. Đẹp trai nhưng quan trọng là nó phải đi đôi với tiền. Đẹp trai mà không có tiền thì gặm được à? Thì bây giờ mày đã rút ra kinh nghiệm chưa? Mày cứ thích anh đẹp trai lại có tiền. Cái ngữ như bọn mình ấy, cốt có tiền là được, cần gì phải đẹp trai. À đây, sau cái vụ này tao nghiệm ra rồi, là có quen thằng nào ấy là phải biết ra thế ra cảnh với nó đã. Đúng rồi, tao có một con bạn đang làm trợ lý thư ký hay cái gì ấy cho cái ông Việt Kiều nào ấy. Việt Kiều? Thấy bảo là giàu lắm, còn mua bao nhiêu đồ cho con bé. Này, mày điện cho nó luôn đi. Việt Kiều là mình phải túm lấy. Chậm chân ấy, khéo con khác nó hớt mất đi. Tao tưởng mày vừa chia tay lão kia mày phải đang buồn lắm. Buồn cái gì mà buồn. May là tao phát hiện sớm đấy.
Bây giờ bỏ được nó là thấy rảnh thân ấy. Chứ không may mà lấy nó về rồi mà biết ra cảnh nhà nó như thế, lúc đấy có hối không kịp. Thôi được rồi, để đấy để tao gọi điện cho con bé kia, xong thì bảo nó bố trí bữa xong thì gặp mặt nhá. Lâu thế, ghét thế nhỉ. Đại, đại gia của tao đâu, chỉ có con bạn của tao thôi. Thì rõ ràng là dân đại gia đến được còn gì nữa. Được hay là nó bùng rồi. Đây đây, hiểu mà nó bùng. Rủi. Ôi mẹ ơi, vàng đây kìa. Quê em rất là đẹp, rất là nhiều đào ông chủ ạ. Cũng phải nói là cái thời tiết ở Việt Nam nó không rét, có phải gọi là rét lạnh lạnh ấy cũng thấy chết đó. Rồi nó rét hơn ở bên nước ngoài. Oli, chào được ngày trước lâu lắm mới gặp mày, nhớ mày quá. Đúng là con này ở bên Tây có khác, chào hỏi cũng như Tây ấy. Thì chả thế. Anh đây, à đây, hello. Đây giới thiệu mày, đây là ông Messi mà tao đã nói mày đấy. Hello. Rất hơn hẳn. Dạ, lại đi họp báo. Thế đảm đi là đảm nó. Đây là bạn em. À, thì á, đi là bạn. Đúng rồi, bạn của em mà hôm trước em đã nói với anh rồi đấy. À, vâng. Đấy, anh ra làm quen đi. Đấy nhá, giới thiệu với anh nhá, đây là con Lý bạn em. Ồ, chào. Cũng phải nói cửa chiếc Việt Nam không choi mấy. À đây à, đây nhá, bạn em ý, bạn em là giới thiệu, muốn là giới thiệu cô này cho anh xem được không? Giới thiệu. Đấy, đúng ý anh rồi nữa. Giết lắc cả chi. Giới thiệu lắc cả chi. Sao làm vàng thế, là người người ta sao? À, không nhận. Làm người yêu. Đúng rồi. Giới thiệu làm tình. Sao là làm tình? Sao lại làm tình? Không phải. Ý của anh là tình yêu ấy. Ồ, tình yêu là tình. Làm tình yêu. Người Tây người ta hay nói tắt. Đấy, người ta... Đấy, đúng rồi. Tắt thì tắt vừa, tắt quá như thế. Ồ, lá tính kiểu chi? Phải không? Đúng rồi anh, đúng rồi đấy. Ừ. Con mặt em nó à, rồi đấy. À, đó. Vâng. Ngoài đạc đó. À, vâng. Như kiểu bảo cái gì đi xếp nhận như thôi. Dạ. Ổn tên lấy chi? À, xếp em hỏi là chị đây là gì? À, khổ quá, em chào đại gia, em là Thanh. Ồ, Thanh. Dạ vâng. Tên rất là mỏng anh. Anh nói tiếng Việt cũng ác phết đấy nhỉ. Họ mang cửa của con Mai Nhi đấy ạ. Thế thì cái gì được rồi, anh thích là được rồi. Thế là thế nào? Thích à? À, thì ông bảo là ông thích chị. À, thích rồi gì? Mày đấy. À. Nhìn thế này là mày thấy rồi nhá. Không. Không như lão kia nhá. Họ hào quá như đầu nào. Chân luôn. Nhát là có can. Bảo bổ nào. Họ quá ổng rào. À, ý là giám đốc em ấy là muốn mời hai người đến khách sạn 5 sao để... Ôi dồi ôi! Trăng phải chịu! Đi khách sạn 5 sao? Trăng phải chịu! Chứng tỏ là... Không phải như thế à? Ồ, trăng phải chịu! Họ hầu quê nhân nạc! Báo bổ nạng ca! Họ quê nhân nạc! Ở rau! Cái gì mà... Cái gì mà cà pháo pháo ấy! Là đến khách sạn 5 sao để mời ăn một cái bữa cơm gọi là... Trăng phải chịu! Trăng! Cái gì mà cái trăng mãi ấy? Ban ngày làm gì có trăng? Ý của anh là muốn được về gia đình ăn chị gà. Ôi dồi ạ, à, thế thì anh cứ nói thẳng tiếng Việt đi, anh lại nói tiếng đấy. Thế đánh cái trăng bạn trăng em nó đi theo anh bao lâu nay còn chả dịch được. Cái mình nói cái giọng Việt Nam không xoay mấy ô. Ôi anh nói thế là em dễ hiểu, chứ bây giờ anh cứ phải nhờ phiên dịch này. Thế là bọn anh nói được không nghe nào ấy. Anh nói được tiếng như bọn em à? Cháu cũng nói được cái tiếng người. Thế là được rồi. Thế ông chủ không nói với em. Thế thì hai người ta kia tâm sự nói tìm hiểu dần đi. Để tao với nó đi hàn huyên tí. Nói mà quá không gặp nhau rồi. Để tao lại một mình tao biết nói gì. Thì gì gì. Sao em biết nói tiếng Việt đấy chị ạ? Chị cứ... Đây. Thế nhá. Thế không ở đây à? Ở đây có phải ở đây mà xem làm tình chứ? À không. Chết, anh đừng có nói thế. Ý là ở đây nghe mình nói chuyện. Đó, xem nói chuyện về tình yêu ấy. Vâng, đúng đấy ạ.
anh cứ phải nói rõ ra như thế. Chứ thế này mới gặp các bà lớn tuổi trên em thì chết. Em Thanh có dùng báo cáo chú không? Rồi. Anh muốn mời em một cái báo cáo chú cho nó. Đây, đây, đây á. Đây là kẹo cu ne mà. Ở Việt Nam gọi là... Đây gọi là kẹo cao su. Kẹo cao su để trong bao gọi là kẹo bao cao su. Cái này là cu ne, chứ không phải gọi là bao. À đó. Kẹo ở, kẹo cao su ở trong bao, bóc bao ra lấy kẹo cao su ăn. Không phải là bao, anh cứ gọi đây là kẹo cao su. Kẹo cao su, mời em. Nhưng ngôn ngữ này khó hiểu anh ạ. Ăn kẹo cao su cho nó dính nhau. À dạ vâng. Thôi thì cứ hiểu nôm na là nhai kẹo cho thơm mồm anh ạ. Em mấy tuổi rồi? Sao lại mấy tuổi? Em qua vị thành niên rồi. Năm nay em 22. Anh cứ yên tâm là đủ tuổi lấy chồng rồi anh ạ. Rất vui mà cũng là hân hạnh nữa được quen làm bạn tình với em. Có thơm, có ngon không? Thơm anh ạ, thế nên người ta mới gọi là xin không khu nê. Anh về nước cũng rất muốn được lấy vợ ở Việt Nam. Về nước thì lấy vợ Việt thì còn gì bằng anh. Mà tay anh làm sao thế? Tay anh bị chó cắn. Chó ở Việt Nam cắn. Thôi chết. Chó ở Việt Nam mình công nhận dữ. Anh đi đứng thế nào mà để nó cắn đau thế? Cũng may mà anh còn cắn trả lại cho nó một miếng. Nó hốt không dám cắn nữa. Chó cắn anh cắn chó. Thế là anh với chó hòa nhau à? Cũng may không có thì nó nhay lên tận cổ. Mà sao anh đeo nhiều vàng thế? Cái này dễ phải tính bằng cân ý nhỉ? Không đến cân. Nó phải hàng yến. Hàng yến? Thế chính xác trên người anh là bao nhiêu cân vàng? Lúc chưa đi vệ sinh tôi cân được hơn 50 cân. Nhưng mà đeo cái vàng này vào đi vệ sinh rồi cũng vẫn còn được gần 70 cân. Hơn 50 cân, đi rồi gần 70 cân. Thế là mười mấy cân hả anh? Thế cái này là vàng trắng à? Lại còn có viên ngọc trai. Bạch kim. Bạch kim. Thế cho em mượn được không? Lúc nào khi được chính thức làm tình rồi thì của anh là của em tất. Nghĩa là nếu như mình mà có lấy nhau thì những cái này cũng là của em tất đúng không? Hôm nay buổi đầu gặp em, anh thấy rất vui ở lòng. Em cũng vui. Sắp chuyển sang năm mới rồi, anh muốn mừng tuổi em. Lại còn được mừng tuổi nữa. Thôi thì buổi đầu thì em nhận cho anh vui 1.000 Việt Nam đồng. Chúc em sẽ nhiều sức khỏe, trẻ đẹp. Tưởng đại gia về kiểu thế nào mừng tuổi có 1.000. 1.000 nó là cái số 1 đầu tiên, mốc đầu tiên để anh được đến với em. Cứ nhận cho anh vui, đừng có ngại. Thanh đừng ngại. Còn đây là cái thẻ ngân hàng. Thế anh tặng em cả thẻ à? Anh sẽ tặng em. Nhưng ở Việt Nam mình không có ngân hàng này, em không rút được tiền tiêu. Thế thì anh dơ ra để làm cái gì? Để cho em biết mà. Biết có giải quyết được vấn đề gì đâu. Biết nhiều, biết nữa, biết thật lắm. Để mình còn
mở mang đầu óc. Sau em bay với anh sang Nigeria thì em được đi sang nước ngoài thì em sẽ sử dụng cái thẻ ngân hàng đấy. Thế anh có một cái đấy thôi à? Anh hứa với Thành, nếu tình yêu chúng ta mà được làm tình với nhau thì em sẽ được sở hữu nhiều hơn nữa, khoảng hơn chục cái thẻ ngân hàng như thế. Hơn chục cái thẻ như thế? Thế thì khả năng anh về nhà em ra mắt bố mẹ đi. Rất hân hạnh. Thế mình đi thôi anh. Ông bà hôm nay ở nhà. Đi 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 thôi anh. Đi. Không được lôi kéo chứ. Em quên, mất, em quên. Mất lịch sự. Em quên là nó thích cổ. Quê hương lắm đảo. Cả một cánh đồng bát ngát anh ạ. Nếu Tết năm nay anh mà ăn Tết ở Việt Nam mình, em sẽ tặng anh đôi cây. Anh muốn mang giống đảo Việt Nam sang Nigeria có được không? Không, sang bên đấy nó khác khí hậu. Đào mình không sống được đâu anh ạ. Con người thì sống được thôi, còn mang cây cối sang bên đấy là chết hết. Thật ấm cúng khi có cây đào chơi Tết ở Việt Nam, thích thật. Anh về nhà em nhé. Đi luôn anh. Là sao ạ? Đi về nhà em luôn. À, dạ vâng, anh đi theo em. Trước khi, trước khi làm tình trong vô. Về thô. Sao anh nói sõi tiếng Việt thế? À, nả lát thiền ní. Câu được câu trăng. Rõ ràng là có câu nói rất sõi. Em vừa thấy anh nói rõ một một mà. Ừ, câu đấy quen thuộc. Gọi thư ký. Rất em đây, em đây. Rất dễ gọi. Đây là thư ký của anh đây rồi ạ. Đi thôi. Xong rồi. Ông bà, về nhà tao chơi. Về nhà mày luôn á. Hỏi ông ấy cho về nhà ông ấy. Cá chứ lâu quá nha nà. Bộ nà nàng ca. Ủn em miếng là ổng ráo ở đi. À, ý anh là bây giờ là chúng mình là về nhà chị, là về nhà em Thanh chơi. Ừ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, 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 đúng rồi đấy. Đi thôi. Được lên đây à? Lên xe đi, lên xe đi các em, lên xe đi. Đấy, lên xe đi, lên xe đi. Việt kiểu gì mà sao thỉnh thoảng ta thấy ông nổ tiếng Việt như đúng rồi ấy. Hay là nói chuyện với mình nhiều mới nói chuyện với con bạn. Mời em lên xe. Đây, lên đây, lên đây, lên đây. Thư ký, mời lấy lái xe cho tao, tao ngồi dưới mới nói chứ. À, vâng, em quên. Đấy, ông chủ lên đi. Ngồi đâu? Mày lên ngồi trên đầu với tao. Ngồi lên đầu con thư ký. Em lên ngồi lên đầu con thư ký. Ôi, thế sao lại ngồi lên đầu nó Thảo ơi? À, lên đầu trên ngồi. À, ngồi đây. Anh là Việt kiều nước nào đấy ạ? Mà anh đeo nhiều thế này có nặng không? Không nặng mấy. Thôi từ từ. Chứa. Bây giờ chị phải nói ra để anh dơ này đã. Nãy đang nói đâu rồi nhỉ? Anh nãy đang nói đâu rồi nhỉ? Vẫn đang kẹo cao su ấy. Kia là vàng trắng. Ờ, hình như lúc nãy vẫn đang nói kẹo cao su. Để anh dơ này đã này. Thì sao mới hỏi là cái này? Ở tay anh bị làm sao thế? Anh bị tật à? anh gần kim cương à? Chó cắn. Đấy, anh bị tật hay sao đấy? Để anh Huy bảo là chó Việt Nam đấy. Chó Việt Nam đấy. Anh ấy nó lại tạt cho cái răng chó Việt Nam cắn. Anh mà chó cắn thì nó buồn cười. Anh mà chó cắn thì nó buồn cười. Chồng, chồng chị sao anh nói thế? Anh giải thích rồi, có nghĩa là anh sang Việt Nam bị chó cắn. Đấy, chứ đừng để anh nói cho xong chị hỏi sao anh lại nói thế. Thì anh giải thích rồi, anh sang Việt Nam bị chó nó cắn. Chó Việt Nam cắn lại nhức đầu. Chó ở Việt Nam cắn. Thế nó đôi à? Kẹo cao su đấy.
Ok. Ok, quản xếp đi. Này, đại gia của mày gì mà lâu thế? Dẹp thế nhỉ? Tại đại gia của tao đâu, chỉ có con bạn của tao thôi. Thì rõ ràng là dân đại gia đến nữa còn gì nữa. Được hay là nó bùng rồi? Thấp mà bùng cái gì? Rồi, con cắt. Đứng dịch ra đây, nó gió nó chéo chéo này, không đứng chéo là lại bị. Đây để em đi dịch lên chưa? Thôi thôi, gặp đi, lên đi. Em không tắt đâu, cứ quay đấy. Đây, kiểu mà nó bùng. Rủi. Ôi mẹ ơi, vàng đây kìa. Quê em rất là đẹp, rất là nhiều đào ông chủ ạ. Cũng phải nói là cái thời tiết ở Việt Nam nó không rét, có phải gọi là rét lạnh. Thấy cũng thấy chết đó. Rồi nó rét hơn ở bên nước ngoài. Oli, chào được ngày trước lâu lắm mới gặp mày, nhớ mày quá. Đúng là con này ở bên Tây có khác, chào hỏi cũng như Tây ấy. Thế anh đây, à đây, hello. Đây giới thiệu mày, đây là ông Messi mà tao đã nói với mày đấy. Đấy, hello. Rất hơn hẳn. Đấy, tổn thế. Nhưng mà mày biết thế tao. Nhưng mà thôi, con bạn tao nó cần mày. Mày có ông kia rồi còn gì. Ronaldo còn thế nào nữa. Kìa. Dạ, lại đi họp báo. Thế đảm với lã đảm nó. Đây là bạn em. Cứ nghe, cứ nhìn hành động của anh Huy là kiểu gì đoán ra nửa rồi. Nói tiếp bây giờ như nào nhỉ? Đấy. Đó, chị ạ. Vâng, đây là bạn em. Thì em muốn giới thiệu cho... Như hôm trước em nói với anh rồi đấy. Tiện đi xem đào thì... Nên sẽ gặp các bạn gái ở Việt Nam. Không, cứ nói luôn là em giới thiệu luôn cho anh cô này. Chó làm tình à? Anh ghê quá. Giới thiệu tình yêu cho anh. Anh ghê quá. À, thế là chó làm tình à? Kinh. Anh nói thế là Lý bảo cái gì, ông sao ông bảo làm tình à? Không, sao em bảo là không. Ở ý ông nói, là tình yêu. Là bắt đầu vào giới thiệu là làm tình yêu. Làm người yêu. Tây thần nó nói tắt thế. Ông Việt Kiều không sợ tiếng Việt lắm. Thế nó mới hợp lý. Ôi cười đau bụng. Vẫn đang quay đấy, ok. Chị á, đi là bạn. Đúng rồi, bạn của em mà hôm trước em đã nói với anh rồi đấy. À, vâng. À. Đấy anh ra làm quen đi. Không từ, nó là làm tình đâu. Thì đây phải gặp vào đây mới bảo là làm tình cái thứ chứ. Đi gần này nó sẽ quay, xa quá không quay được. Không quay được. Nào ok đi. Giới thiệu với anh nha, đây là con Lý bạn em. Ồ, chào. Lúc nãy chào tôi má. Chào Lý. Cười ghê thế. Có gì đâu cười ghê thế. Sao lại cười? Ở Việt Nam không nhận nào. Cũng vui đật thật đó, gặp ai cũng cười. Thôi ơi, không có duyên đâu, anh phải giả vờ lên. Kệ nó. Đang ấy kệ, cứ duyên luôn đi. Thôi bây giờ cười luôn đi nhá. Cười thì anh cứ nói tiếp thế đi. Ngoài cái cười rất duyên dáng ấy. Thôi thế anh thông cảm. Tao nghe rõ mà. Ở quê bọn nó ít được để gặp một giây anh thông cảm. Cũng phải nói cửa chiếc Việt Nam không thoải mấy. À đây à, đây nhá, bạn em ý, bạn em là giới thiệu, muốn là giới thiệu cô này cho anh xem được không? Giới thiệu. Đấy, đúng ý anh rồi nữa. Giết lá cải chi. Giới thiệu lá cải chi. Sao làm vàng thế? Là người ta đã sâu. À, làm người yêu. Đúng rồi. Giới thiệu làm tình. Sao lại làm tình?
Không phải, ý của anh là tình yêu ấy. Tình yêu là tình, làm tình yêu. Người Tây người ta hay nói tắt. Đấy, người ta đấy, đúng rồi. Tắt thì tắt vừa, tắt quá như thế. Lá tính kiểu chứ. Phải không? Đúng rồi đấy. Ừ. Con bạn em nó à, rồi đấy. À đã. Vâng. Ngoan. Ngoại đạt đọc. À vâng. Như kiểu bảo cái gì? Ui, xếp nhận như thôi. Dạ. Ổn tên lấy chi? À, xếp em hỏi là chị đây là gì? À, khổ quá, em chào đại gia, em là Thanh. Ồ, Thanh. Dạ vâng. Tên rất là mỏng anh. Anh nói tiếng Việt cũng ác phết đấy nhỉ? Họ mang ưa của con Mai Nhi đấy ạ. Cái gì đấy? Họ mang ưa nào đấy không? tao chịu. À, thế là anh thích là được rồi đấy. Ờ, đúng rồi. Thế là anh thích là được rồi. À, thế là anh thích là được rồi. Bảo câu đấy tao chịu. nói qua đấy anh nói. Ok. Họ mang ưa con em dám nghĩ lên là không? Thế thì cái gì được rồi, anh thích là được rồi. Thế là thế nào? Thích à? À, thì ông bảo là ông thích chị. À, thích rồi gì? Mày đấy. À. Nhìn thế này là mày thấy rồi nhá. Không. Không như lão kia nhá. Ho hào quên đâu nào. Chân luôn. Nhá là có can. Bảo bổ nào. Ho quế ổng rau. À, bây giờ có nghĩa là anh muốn mời hai người đi ra cái khách sạn 5 sao đấy để thì mời về uống rượu. Nắng khách sạn 5 sao. Đã mời này. Phê dịch năm này. Không phải rượu, chẳng phải rượu. Chẳng phải thiệt. Xong rồi anh phải sợ chứ, anh phải chuyển dịch cái này đi 2 năm các bạn sẽ tăng nghiệp. Sao anh phải mất tiền đấy anh? Em sợ nói ra luôn đấy. Thế là xong là lôi mà này, bà lại ngưng. Xong là lôi Thanh, anh với Thanh ra để nói chuyện riêng nhá. Nhưng nó dễ quay không có lằng nhằng lắm. Ok. Em nói lại đi. Anh vẫn được rồi mà. Chưa, đoạn này cười rồi. Nào. Nói đi. Thì nói thằng em này, nói luôn à? Khách sạn 5 sao đấy. À, ý là giám đốc em ấy là muốn mời hai người đến khách sạn 5 sao để uống. Ôi giời ơi. Chẳng phải chịu. Đi khách sạn 5 sao? Chẳng phải chịu. Chứng tỏ là không phải như thế à? Ồ, chẳng phải chịu. Ho hào quê nhân nạ. Bá bổ nạ nạng ca. Ho quê nhân nạ. Ở rau. Cái gì mà cà pháo pháo ấy. Là đến khách sạn 5 sao để mời ăn một cái bữa cơm gọi là... Chẳng phải chịu. Chẳng. Cái gì mà cái chăng chăng mãi ấy. Ban ngày làm gì có chăng. Ý của anh là muốn được về gia đình. Anh chỉ là... Ôi dồi ạ. Thế thì anh cứ nói thẳng tiếng Việt đi để anh lại nói tiếng đấy. Thế đánh cái chăng bạn em nó đi theo anh bao lâu nay còn chả dịch được. Cái mình nói cái giọng Việt Nam không xoay mấy ô. Ôi anh nói thế là em dễ hiểu. Chứ bây giờ anh cứ phải nhờ viên dịch này. Thế là bọn anh nói được không nghe nào. Anh nói được tiếng như bọn em à? Tao cũng nói được cái tiếng người. Thế là được rồi. Thế ông chủ không nói với em. Thế đi hai người ta kia tâm sự nói tìm hiểu dần đi. Để em à tao với nó đi hàn huyên tí. Nói quá không gặp nhau rồi. Để tao lại một mình tao biết nói gì. Thì sếp em biết nói tiếng Việt đấy chị ạ. Chị cứ... Đây. Thế nhá. Thế không ở đây à? Sếp cứ tự nhiên đi. Từ, con người chưa làm tình à? Bây giờ làm tình à? Đi rồi đấy bây giờ. Không ở đây chưa làm tình à? Tình người nhá. Thế anh phải nói rõ vào đấy vào. Ok. Ở đây có phải ở đây mà xem làm tình chứ? À không, chết, anh đừng có nói thế. Ý là ở đây nghe mình nói chuyện. Đó, xem nói chuyện về tình yêu ấy. Vâng, đúng đấy ạ. Anh cứ phải nói rõ ra như thế. Chứ thế này mới gặp các bà lớn tuổi trên em thì chết. Em Thanh có dùng bác cao chú không? Ủa ơi.
anh muốn mời em một cái bao cao su cho nó. Đây, đây, đây á. Đây là kẹo cu nê mà. Ở Việt Nam gọi là... Đây gọi là kẹo cao su. Kẹo cao su để trong bao gọi là kẹo bao cao su. À không, bây giờ... bao kẹo cao su ấy. Rồi, cắt, cái này cắt đi ạ. Bao kẹo cao su ấy. 10 phút. Đây... Đẹp thật đấy. Mà... Mấy phòng không ngủ phải ấy. Không phải. Mấy phòng ngủ chắc là phải 4-5 phòng ngủ ấy, nghe rộng như thế này mà. Lại còn không phải, đây không phải là nhà. Rồi, chạy. Hai đây. Bán rồi á? Thế thì... Chắc đây là cái nhà, nhà này nhỏ quá xong. Không. Đấy, của hồi môn của bố mẹ anh đấy, của quý đấy. Anh ở đây mà dùng. Đây không ở được cái nhà này. Rồi, từ đã. Thế là... Anh đồng ý là người yêu em đúng không? Anh vừa về nước thu. Không, từ từ. Anh Hi ơi, hỏi thăm á. Sao không nhắc vào? Ước gì bây giờ à, thấy là ước gì bây giờ anh, mà có áo mưa cái, mà cái tay cái này đi. Nó nói cái tay cái như như là khoe khoe vàng ấy, để Thanh hỏi. Chị bây giờ chỉ phải chú tâm vào cái này này. Em ăn kẹo với. Đắng quá. Anh khắc trò. Đeo nhiều vàng bạc thế anh. Anh còn nặng không chứ? Chỗ này chỉ anh, em nghĩ là chỉ ra trước mặt chị Thanh. Mà để anh trả lời.